Phân khu Waikiki lấy cảm hứng từ vùng biển rất nổi tiếng tại Mỹ, tọa lạc ngay loại trung tâm của đại đô thị biển, du lịch nghỉ dưỡng, sức khỏe Nova World Phan Thiết với quy mô 1.000 ha, nắm trọn ưu thế trung tâm, hướng trọn những lợi thế kết nối và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của toàn dự án. Nhờ vị thế độ cao trên đồi, kết hợp với phong cách thiết kế Skydeck, từng căn biệt thự có thể tối đa hóa tầm nhìn toàn cảnh 360 độ của khách hàng. Waikiki, mảnh ghép thượng lưu của Nova World Phan Thiết, nơi không chỉ sở hữu mảng xanh mà còn thừa hưởng toàn bộ tiện ích quốc tế siêu thành phố biển như công viên giải trí Ocean Kingdom 25 ha, công viên biển Bikini Beach 16 ha, sân golf PGA, chuỗi ẩm thực đa dạng Á Âu, chuỗi giáo dục, sức khỏe, làng hưu trí, giải trí, mua sắm chuẩn quốc tế. Nhắc đến Waikiki, chúng ta không thể không nhắc đến những giá trị làm nên phân khu này. Bạn có thể sở hữu một căn nhà như một căn resort cho chính bản thân và gia đình của mình, là khu biệt thự có thiết kế độc đáo của Ý. Đây là phong cách thiết kế mới được đưa vào dự án Nova World Phan Thiết, là sản phẩm độc nhất tại Nova World Phan Thiết, cực kỳ giới hạn chỉ 270 căn. Sản phẩm này có cao độ từ 70 đến 80 so với mặt nước biển. Chắc chắn những căn này sẽ có những cái view rất đẹp từ hồ bơi. Vậy thì giá trị đầu tư ở đây là gì ạ? Ở đây bạn có thể đầu tư cho chất lượng sống với tinh thần đến từ ngôi nhà thứ hai. Với tiến độ cơ sở hạ tầng giao thông Phan Thiết được đẩy mạnh, các chính sách bán hàng giúp bạn có thể sở hữu sinh lời tiền nhàn rỗi cũng như là thảnh thơi trong chế độ thanh toán. Điều đặc biệt hơn nữa là dự án sở hữu hàng trăm các tiện ích quốc tế đẳng cấp, các đối tác chiến lược vận hành uy tín trên thế giới, kết hợp với hệ sinh thái tập đoàn phong phú, tất cả đều hội tụ tại Waikiki. Chúc các bạn có sự lựa chọn phù hợp cho riêng mình.